Kế hoạch nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine đã sẵn sàng. Đây chính là tuyên bố được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra vào ngày 18 tháng 9. Trong đó, thì ông nêu rõ kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột với Nga đã hoàn tất sau nhiều cuộc tham vấn. Trong bài phát biểu hàng ngày, Tổng thống Zelensky nêu rõ kế hoạch hòa bình của Kiev đã được chuẩn bị đầy đủ mọi mặt về các lĩnh vực trọng tâm, cũng như những nội dung chi tiết bổ sung cần thiết. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định điều quan trọng nhất là quyết tâm thực hiện kế hoạch. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, hồi tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết có kế hoạch thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga trong tháng này. Dù không cho biết chi tiết, song nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh mục đích của kế hoạch là nhằm thiết lập những điều kiện chấp nhận được cho nước này. Trong khi đó, một số nguồn tin cho hay Tổng thống Zelensky nhiều khả năng sẽ trình bày kế hoạch này khi tham dự các cuộc họp của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.